một số người sẽ làm bất cứ gì để lén mang đồ ăn lên máy bay. Thất bại rồi. Một geisha sao xinh đẹp đã sẵn sàng khởi hành. Brian đang làm việc như thường lệ. Anh ấy có một chiếc máy dò tìm đồ ăn bên mình. Geisha này không có gì khả nghi. Cô ấy thật dễ thương. Mời lên máy bay. Giờ đến lượt Pinky thử vận may. Nhưng một samurai với cây cung khiến bảo vệ nghi ngờ. Không, không ít gì đâu. Brian có thể nhận ra đó là xúc xích từ rất xa. Samurai bị đuổi ra rồi. Dạo này mọi người ngày càng bất cẩn. Geisha đã vào trong, nhưng cô ấy có một kế hoạch bí mật. Trăm cài tóc hóa ra là đôi đũa, và cô ấy giấu sushi trong kimono. Wow, thật sáng tạo. Nếu bạn mang được đồ ăn vào trót lọt, bạn phải chia sẻ nó. Olé, tôi thích chiếc mũ rơm của cô. Hẳn là cô vừa từ Mexico về. Áo cũng hợp nữa. Ryan không để ý có điều gì kỳ lạ. Tận hưởng chuyến bay nha. Nhưng cái áo này có một điều bất ngờ. Kelly xâu những viên marshmallow lên phần tua đua. Mình yêu marshmallow. Nhưng đừng xé áo ra thành nhiều mảnh nha. Xin chào quý bà. Xin chào quý ông. Hãy nhìn cặp đôi người Pháp xinh đẹp này. Cô ấy thanh lịch ghê. Còn anh ấy chắc là một nghệ sĩ. Nhưng kia, anh ấy có một bức vẽ. Ryan sẽ không làm phiền họ. Anh ấy tính họ. Nhưng đừng nên vậy. Đó không chỉ là giá vẽ. Ở trong có snack. Nhìn xem có bao nhiêu đồ ăn kìa. Tuyệt vời, tôi thích. Pinky sắp bị muộn chuyến bay mất. Nhưng cô ấy sẽ không đi đâu mà không có snack. Một ý tưởng tuyệt vời. Bông tai khoai tây chiên. Sally quá sáng tạo. Cô thậm chí còn gây sự ở quầy vé. Nhanh lên, cô ấy bị muộn rồi. Đừng gây rối với cô ấy, để cô đi đi. Wow, rắc rối rồi đi. Pinky cần một chút may mắn. Có thể lần này cô sẽ làm được. Cô có thể cởi kính ra không cô Pinky. Đến giờ mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Ồ không, mái tóc fast food của cô nặng mùi quá. Cô ấy còn trông chờ gì? Và Sally đang thưởng thức đồ ăn. Đồng hồ thông minh với tương cà và trang sức khoai tây chiên. Ai cũng ghen tị. Lượt cuối cho chuyến bay đến Mumbai. Cổng sắp đóng rồi, nhanh lên. Burger của mình thì sao? Giấu nó dưới khăn xếp của bạn. Ý tưởng hay đó. Xin chào, mời lên máy bay. Vào được rồi. Nên bạn có thể ăn nốt được rồi đó. Burger gà. Món ăn ngon nhất là đây. Pinky không có một bộ sari, nên cô ấy giấu burger ở trong quần. Wow, đường cong đẹp đó. Ryan không nghi ngờ gì, anh ấy chỉ ấn tượng thôi. Chị không thể tin được, vượt qua vòng an ninh rồi. Ồ không, burger tội nghiệp. Sao cú tiếp đất thô bạo như vậy, nhìn chúng không ổn lắm. Thú vị thật. Bạn thường không thấy nhiều cô dâu ở sân bay. Cô ấy vừa chạy trốn khỏi đám cưới à? Nhưng Ryan không ngạc nhiên. Đây là chú rể. Bắt kịp rồi. Sẽ thật tiếc nếu bỏ lỡ tuần trăng mật. Annie thật sự bị xúc phạm. Vài người đi qua mà không cần phải kiểm tra. Nhưng cô ấy lại bị quét toàn thân. Đây là đôi tình nhân của chúng ta. Wow, họ đã ngụy trang kẹo thành chiếc vương miện cưới. Raffaello tốt hơn là đi cùng nhau. Quả là một khởi đầu ngọt ngào cho tuần trăng mật. Lu
luôn có những vị khách với camera ở sân bay, như Sally nè. Nhưng Ryan thấy nghi ngờ. Lần đầu tiên bạn đến sân bay à? Máy siêu quét sẵn sàng rồi đây. Có đồ ăn trong camera. Gì? Đây là len thôi, không ăn được. Người bảo vệ từ bỏ. Có thể máy quét bị hỏng. Mình đã khá chắc. Thật kỳ lạ. Trực giác của anh ấy tốt hơn cả máy quét. Thấy chưa Sally, dấu kẹo ở trong len camera nè. Kỳ quặc là máy quét lại không phát hiện ra được. Sân bay tràn ngập mùi. Ryan thấy nghi ngờ cô gái này. Cô ấy có mùi phô mai và bánh quy. Chà, dĩ nhiên, nhìn túi cô ấy kìa. Không, cô ấy trông không giống kẻ lén lút. Anh phải để cô ấy vào thôi. Cậu mất đi trực giác của mình rồi, Ryan. Cái ví là chiếc bánh phô mai. Phô mai và bánh quy. Đồ ăn vặt tuyệt nhất. Đừng tham thế, Nicky. Chia cho mọi người đi. Pinky vẫn không từ bỏ. Giờ cô ấy đang diễn như thể đang bị thương. Bạn có thích chiếc nạng độc đáo của mình không? Nó được trang trí bằng kẹo mút. Chân cô ấy đau, đầu cô ấy nhói. Tội nghiệp, cô ấy gần như không đi được. Hãy nhanh lên. Ryan cảm thấy có lỗi với cô. Đây là hộ chiếu và vé của cô nè. Được rồi, mình làm được rồi nè. Oh, Pinky, đừng vội vui mừng. Bạn lại bị bắt. Bắt lấy kẻ phạm luật. Mình phát ốm với mấy kẻ mang lén kẹo này rồi. Nhưng Pinky vẫn chưa muốn dừng lại. Không có gì để lo về vận động viên này. Có lẽ cô ấy không ăn kẹo. Mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Và không ai để ý đến đồi tất kẹo dẻo của cô ấy. Cô ấy cũng có vài phụ kiện ăn được khác nữa. Vòng tay và băng đô kẹo. Nhưng cô ấy cần phải đốt cháy calo. Cô luôn luôn phải tập luyện. Oh, để cô ấy qua thôi. Và tránh xa vị khách đang hắt xì. Oh, mau khỏe nha. Mời vào. Mình không muốn bị bệnh đâu. Một, hai, một, hai. Này, cô cẩn thận được không? Đây là chiếc vòng tay ngọt ngào để bù đắp nè. Thông minh ghê. Và cả băng đô nữa. Nhiều hơn nữa. Đủ kẹo dẻo gấu cho mọi người. Một cách thật tuyệt khi chờ máy bay nha. Pinky không muốn bị muộn, nên cô ấy có thể làm gì đó xấu tính. Chỉ cần được để đứng đầu hàng. Này, làm gì thế? Cho tôi qua, tôi đang vội lắm. Đây là một trò lừa đảo. Ok, bình tĩnh. Hãy bắt đầu kiểm tra nào. Ồ không, máy quét thấy đồ ăn rồi. Pasta trên tóc cô ấy. Bạn thật sự nghĩ sẽ hiệu quả à? Lại một thất bại khác. Rõ ràng hôm nay không phải ngày của cô ấy. Nhưng nếu bạn tuân thủ quy tắc, bạn có thể dễ dàng đi qua. Ở hàng chờ là điều tệ nhất. Khi nào mới đến lượt Nicky? Cuối cùng cũng đến. Trong vài giây, cô ấy có thể đợi máy bay của mình được rồi. Nhưng cô ấy phải đợi ở đây một chút trước đã. Chiếc máy quét được đồ ăn rồi. Hồi nào, chỉ là kem đánh răng thôi à. Nhìn đi. Yeah, nó giống kem đánh răng thông thường. Nhưng có mùi như kẹo. Hay có vị đó nhỉ? Tôi phải cho bạn qua thôi. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng với người khác đâu. Thật ra, Nicky đã bơm đầy mứt vào tuyết kem rồi. Đó là lý do nó có mùi rất ngọt. Hữu ích ghê. Nếu bạn muốn, có thể phết mứt lên trên bánh. Hoặc ăn nó ngay trong ống luôn. Luôn có những hành khách mang bản đồ vào sân bay. Nhìn họ xem. Nhưng bản đồ này thật đặc biệt. Nó làm từ bánh mì dẹt. Thông minh ghê. Bạn có thể xem lộ trình và ăn cùng một lúc. Ryan còn không chú ý để kiểm tra. Anh ấy cho họ qua. Anh ấy đang bận nhảy rồi. Bạn không thể mang đồ ăn lên máy bay, nhưng có thể mang cây. Nhưng rõ ràng nó không hẳn là cái cây. Siêu máy quét phát hiện ra rồi. Nhưng Sally đã gặp may.
chứng dị ứng phấn hoa của ai đó đã cứu cô. Dayan không muốn làm họ khó chịu nên anh để cô ấy qua. Tội nghiệp, họ vẫn hắt xì mãi. Còn Sally thì rất vui. Đúng, chúng không phải hoa thật, chúng làm từ kẹo mềm. Máy quét đã phát hiện đúng. Đất thì làm từ sô-cô-la và có những con sâu kẹo dẻo ở bên trong. Ăn nhanh trước khi có ai đó để ý nha. Đây là cơ hội cuối của Pinky để lên máy bay. Cô ấy kiếm đâu ra em bé vậy? Đừng khóc bé ngoan. Ryan không phải quái vật, anh ấy sẽ không kiểm tra một bà mẹ và đứa trẻ. Đáng ra thành công rồi. Nhưng Pinky lại đung đưa em bé mạnh quá. Có cả một núi kẹo ở bên trong. Thất bại toàn tập. Bạn có thích video về cách lén mang đồ ăn đến sân bay này không? Ý tưởng nào bạn thấy vui nhất? Hãy comment cho tụi mình biết nha. Hãy like video này, đăng ký kênh của chúng mình và click nút nhận thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng điên rồ từ Trôm Trôm Celeb nha.